Việt Linh xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBNC. Bản tin sáng nay, ngày 23 tháng 10, sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Bộ Y tế công bố mức độ dịch của 63 tỉnh thành. Xuất hiện nhiều ca mắc, hàng loạt tỉnh thành dừng học trực tiếp. Đắk Lắk ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục. Ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã có 39 F0. Tại Nam Định, ổ dịch ở huyện Y Yên đã có hơn 50 ca mắc COVID-19. Lập 12 đoàn kiểm tra việc hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kéo dài thời gian chi hỗ trợ đợt 3 đến tháng 11. Hướng dẫn kết hợp việc cấp căn cước công dân và tiêm vaccine COVID-19. Trên thế giới, nhiều quốc gia châu Âu tái phong tỏa do dịch bệnh lây nhiễm mạnh. Thủ tướng Ấn Độ nói tỷ lệ tiêm chủng cao giúp thúc đẩy nền kinh tế. Singapore, Úc sắp mở hành lang du lịch chung. Campuchia nói sẽ không phong tỏa nữa dẫu COVID-19 có bùng phát. Bản tin tối ngày 22 tháng 10 của Bộ Y tế cho biết cả nước đã ghi nhận thêm 3.985 ca mắc mới tại 50 tỉnh, thành phố, trong đó có 1.782 ca cộng đồng. Một số địa phương ghi nhận số ca mắc lớn trong ngày 22 tháng 10 là thành phố Hồ Chí Minh có 1.205 ca, Bình Dương 471 ca, Đồng Nai 417 ca, Đắk Lắk 266 ca, An Giang có 220 ca, Sóc Trăng 148 ca và Tây Ninh 147 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày có 5.205 bệnh nhân khỏi bệnh và điều rất tích cực là số ca tử vong trong ngày cũng đã giảm xuống 56 ca, được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh có 33 ca, Bình Dương và An Giang có 7 ca, Long An 3 ca, Kiên Giang 2 ca, các tỉnh Sóc Trăng, Bình Thuận, Đồng Nai và Bình Phước cũng ghi nhận 1 ca tử vong. Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 22 tháng 10, theo số liệu công bố của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 881.522 ca mắc COVID-19, đã có 803.326 bệnh nhân đã được chữa khỏi và 21.543 ca tử vong. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm qua, ngày 22 tháng 10, 63 tỉnh, thành phố cả nước đã công bố mức độ dịch COVID-19. Theo đó, không có địa phương nào thuộc cấp độ 3 và 4. Theo công bố của Bộ Y tế, đến nay 63 tỉnh thành đã hoàn thành việc đánh giá mức độ dịch. Theo đó, có 26 tỉnh thành phố thuộc cấp độ 1, tức mức bình thường mới, 37 tỉnh thành phố thuộc cấp độ 2 và hiện không có tỉnh thành nào thuộc cấp độ 3, tức nguy cơ cao và cấp 4 ở nguy cơ rất cao. Tuy vậy, cả nước vẫn còn 14 huyện và 98 xã ở cấp độ 3 và 2 huyện cùng 37 xã ở cấp độ 4. Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng. 3 thành phố còn lại gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ là vùng vàng thuộc cấp độ 2. Chỉ mới cho học sinh trở lại học trực tiếp một thời gian, đến nay nhiều tỉnh thành ở phía Bắc đã phải tạm dừng vì xuất hiện các ca mắc trong trường học, khiến cho rất nhiều giáo viên và học sinh trở thành F1. Theo đó, việc phát hiện hàng trăm ca mắc COVID-19 khiến tỉnh Phú Thọ đã quyết định cho học sinh của các huyện Phù Ninh, Lâm Thao, Tâm Nông, thành phố Việt Trì dừng đến trường. Học sinh tại các huyện khác học trực tiếp. Trong khi đó, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cũng cho gần 2.000 học sinh chuyển sang học trực tuyến sau khi phát hiện 2 học sinh là F1 tại trường Trung học Phổ thông Hòn Gai. Tại Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn cũng ghi nhận 8 cơ sở giáo dục có học sinh và giáo viên mắc COVID-19, hơn 300 cán bộ giáo viên nhân viên các trường thuộc diện F1. Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bỉm Sơn đã triển khai việc dạy học trực tuyến. Tương tự, ở trên địa bàn 3 tỉnh miền Trung là Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định cũng xuất hiện các ca mắc là học sinh và giáo viên trong trường. Ngay lập tức, các huyện thị có ca F0 đã thông báo cho học sinh tạm ngưng đến trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến. Còn tại khu vực Tây Nguyên, hai huyện Đắc Hà và huyện Tum Mơ Rông của tỉnh Kon Tum cũng tạm dừng việc học trực tiếp khi các địa phương ghi nhận trường hợp dương tính trong trường học. Sau đây là những thông tin mới vừa được chúng tôi cập nhật. Tại khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk đang là tâm dịch khi liên tiếp ghi nhận số ca mắc rất cao. Tính từ ngày 1 tháng 10 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 959 trường hợp. Riêng trong ngày 22 tháng 10, theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế, tỉnh Đắk Lắk đã có 266 ca. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục của tỉnh.
Trong 7 ngày trở lại đây, tỉnh đã ghi nhận 427 ca mắc mới với hàng chục ổ dịch tại các địa phương khác nhau. Và diễn biến chung là hết sức phức tạp, khó lường. Theo đánh giá của ngành y tế, các chùm ca bệnh trong 14 ngày qua bùng phát chủ yếu liên quan đến các chợ, đặc biệt là các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh, khiến số ca mắc trong cộng đồng trong thời gian này tăng cao. Bên cạnh đó, số lượng công dân trở về từ vùng dịch rất lớn cũng là nguy cơ tiềm ẩn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Trước tình hình này, địa phương đang tích cực triển khai truy vết lấy mẫu xét nghiệm cho hàng nghìn người dân liên quan đến các ca bệnh, đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm đảm bảo đời sống cho người dân tại các khu vực cách ly, khu dân cư bị phong tỏa. Như vậy, tới nay, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 2.930 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1.856 bệnh nhân đã được chữa khỏi và 22 trường hợp tử vong. Theo ngành y tế thành phố Cần Thơ cho biết, trong ngày hôm qua, ngày 22 tháng 10, ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã có thêm 10 ca mắc mới, nâng tổng số F0 ở đây lên 39 ca. Các ca nhiễm này liên quan đến nhiều khu vực, nhiều khoa trong bệnh viện, như khoa ngoại thần kinh, ngoại tim mạch, nội hô hấp, ngoại tổng hợp, ngoại niệu và bệnh nhiệt đới. Trước đó, thành phố Cần Thơ cũng xuất hiện 3 chùm ca bệnh với 18 trường hợp mắc COVID-19 và 1 ca từ nguồn lây ngoài tỉnh. Liên quan đến hoạt động giao thông vận tải liên tỉnh, ngày 22 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cũng đã thông báo cho mở lại 7 tuyến vận tải hành khách cố định đi đến thành phố Cần Thơ và ngược lại, cụ thể gồm Bình Định, Quảng Ngãi, Cà Mau, Lâm Đồng, Trà Vinh, Long An và An Giang. Trong số này, chỉ có 2 tuyến đi Trà Vinh và Long An có tần suất hoạt động bình thường, 5 tuyến còn lại chỉ hoạt động 50% số chuyến theo lưu lượng do Sở Giao thông và Vận tải đã công bố. Còn tại tỉnh Nam Định, ổ dịch ở huyện Y Yên tới nay cũng đã ghi nhận 51 ca mắc COVID-19. Trong số các ca mắc mới, có một trường hợp dù đã được cách ly trước đó, nhưng bệnh nhân này từng đưa người nhà đến khám và chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản Nam Định trong thời gian từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết được 11 F1 của ca bệnh này, gồm các nhân viên y tế và sản phụ của bệnh viện, và đã đưa đi cách ly tập trung. Để phòng chống dịch bệnh, Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định cũng đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân tại hai khoa, yêu cầu các bác sĩ nhân viên y tế không rời bệnh viện, chờ kết quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 23 tháng 10. Về đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn, hiện tỉnh Nam Định đang thuộc cấp độ 2, tức nguy cơ trung bình, trong đó huyện Y Yên cũng thuộc cấp độ 2. Tuy nhiên, xã Yên Hồng là tâm dịch của huyện thuộc cấp độ 4, nguy cơ rất cao. Kính thưa quý vị, sau khi ghi nhận ca mắc COVID-19 là khách du lịch nghỉ tại một khách sạn ở thành phố Vũng Tàu, thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong ngành du lịch và yêu cầu các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ, mắc bệnh hoặc là nghi ngờ để xử lý kịp thời. Vào đêm 20 tháng 10, thành phố Vũng Tàu thực hiện xét nghiệm nhanh cho 12 người tại một khách sạn trên đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, thì ghi nhận một người đàn ông ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh dương tính với COVID-19. Trước đó, người đàn ông này đi từ thành phố Hồ Chí Minh bằng ô tô với một người bạn và thuê khách sạn nghỉ ngơi. Cũng tại khách sạn này, ngành chức năng đã ghi nhận 14 khách khác từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Long An, nhưng không tiếp xúc gần với ca nhiễm, đồng thời có xét nghiệm âm tính nên đã yêu cầu họ quay về địa phương nơi cư trú. Theo ngành y tế cho biết, liên tiếp những ngày qua, thành phố Vũng Tàu đã có hơn 14 ca mắc COVID-19 liên quan đến các F0 đến hoặc trở về từ ngoài tỉnh. Liên quan đến các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã vừa thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thành phần đoàn kiểm tra bao gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ cùng thực hiện việc kiểm tra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 tại 32 tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể, đoàn kiểm tra sẽ đi nắm bắt kết quả và đôn đốc việc thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 và 126 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Gói 38.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp theo Nghị quyết 116 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Cùng với đó, kiểm tra tình hình hỗ trợ gạo và các chính sách an sinh xã hội khác, nắm bắt thực trạng thiếu hụt lao động trong các ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, khu công nghiệp, khu chế xuất và tình hình dịch chuyển lao động ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tự do. Trong khi đó, cũng liên quan đến việc chi hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ kéo dài thời gian chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân trên địa bàn do số lượng người dân tạm trú và lưu trú vẫn còn nhiều.
Trước đó, theo nghị quyết 97 của Hội đồng Nhân dân thành phố, việc hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 có thời gian diễn ra từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quận huyện chi trả hỗ trợ chậm. Thành phố đã quyết định kéo dài đến ngày 22 tháng 10 và bây giờ được các địa phương tiếp tục thực hiện đến ngày 31 tháng 10. Riêng quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, vì số lượng người tạm trú và lưu trú nhiều nên sẽ được kéo dài đến ngày 7 tháng 11. Cũng theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến nay các quận huyện và thành phố Thủ Đức đã thẩm định phê duyệt danh sách người nhận hỗ trợ đợt 3 hơn 6,8 triệu người và đã thực hiện chi hỗ trợ cho hơn 5,2 triệu người, đạt tỷ lệ 78%. Theo văn bản khẩn của Bộ Y tế mới đây, cơ quan này đã hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine COVID-19 khi kết hợp việc cấp căn cước công dân và tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế có 4 bước. Bước 1, điều tra cơ bản trước khi lập kế hoạch tiêm chủng. Bước này, trạm y tế cấp xã sẽ phối hợp với công an xã, tổ dân phố, tổ COVID cộng đồng, lập danh sách người dân có nhu cầu tiêm mũi 1, chuẩn bị tiêm mũi 2, gửi công an cấp xã để kiểm tra, xác minh thông tin của người dân. Ở bước 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ chỉ đạo công an cấp xã tiến hành đối chiếu thông tin của công dân trong dữ liệu dân cư để yêu cầu người dân bổ sung, hoàn chỉnh thông tin, sau đó xác nhận và gửi lại trạm y tế xã phường để quản lý. Bước 3, trạm y tế cấp xã cơ sở tiêm chủng trên cơ sở dữ liệu được xác minh của công an sẽ lập kế hoạch tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Ưu tiên lập kế hoạch chung kết hợp việc cấp căn cước công dân và tiêm chủng vaccine COVID-19 để tạo thuận lợi cho người dân. Bước 4, sau khi hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho đối tượng đã tiêm chủng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ký chứng thư số đối với dữ liệu kết quả tiêm trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Theo Bộ Y tế, đến nay nhiều người đã được tiêm vaccine nhưng vẫn còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vaccine COVID-19, ảnh hưởng đến việc xác định thông tin về tiêm chủng cho công dân. Thưa quý vị, để tìm hiểu kỹ hơn những biến chứng thần kinh sau khi mắc COVID, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chia sẻ tư vấn của bác sĩ chuyên khoa với FBNC ngay sau đây. Và một cái câu hỏi ở đây tôi nghĩ là khá là cần thiết đối với lại tất cả các bệnh nhân, đó là các liệu pháp điều trị để mà phục hồi sức khỏe tâm thần và thể chất sau COVID thì bao gồm những cái những phương pháp điều trị như thế nào, có phải rằng là luôn luôn cần phải dùng đến thuốc? Những cái chuyện liên quan tới chuyện mà rối loạn giấc ngủ nè, hoặc là bệnh nhân có trầm cảm, bệnh nhân có rối loạn lo âu sau khi mà nhiễm COVID thì nhìn chung cái cách tiếp cận và điều trị thì gần như là nó giống như với một cái người mà bị rối loạn tâm lý nè, cái rối loạn lo âu hoặc là trầm cảm sau khi mà nhiễm một cái bệnh bình thường. Thì ví dụ như bệnh nhân mà nằm khoa hồi sức tích cực á, sau khi mà họ về vì một cái lý do bệnh khác chứ không phải là vì COVID thì sau khi về á, họ cũng sẽ đối mặt với những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần tương tự như vậy. Thì cái cách tiếp cận và đối với những cái bệnh nhân COVID á, tiếp cận và điều trị ngoài cái chuyện thuốc á, cái chuyện thuốc đối với bệnh tâm thần á, nó là một chuyện quan trọng, nhưng mà những cái chuyện mà liên quan tới cái sự chăm sóc, sự hỗ trợ về mặt tâm lý từ gia đình, từ bạn bè, từ môi trường á, nó cũng góp phần không nhỏ trong cái chuyện mà giải quyết được cái biến chứng đó cho bệnh nhân. Dạ, và có một cái câu hỏi nữa không phải là liên quan đến bệnh nhân mà khán giả này muốn hỏi bác sĩ. Câu hỏi là bác sĩ là cái người mà thường xuyên tiếp xúc với lại những bệnh nhân COVID-19 cũng như là chăm sóc cho các bệnh nhân COVID-19. Như vậy thì do bị áp lực hoặc là bởi vì tiếp xúc quá nhiều với bệnh nhân COVID-19 nên là bác sĩ cũng có những cái triệu chứng liên quan đến thần kinh, ví dụ như trầm cảm hay là mệt mỏi, lo âu cũng như là khó ngủ. Bởi vì một vài bài nghiên cứu thì cũng cho thấy rằng là các y bác sĩ thường hay bị triệu chứng khó ngủ hay gặp ác mộng. Triệu chứng này nó thường thường kéo rất là dài. Thì chắc là bác sĩ có những cái kinh nghiệm bản thân thì bác sĩ có thể chia sẻ. Đúng như chị Tú Trinh nói đó, cái tình trạng này là một cái bức tranh chung không chỉ ở Việt Nam mình mà còn ở trên khắp thế giới, ngay cả những cái quốc gia mà hệ thống y tế phát triển như là Hoa Kỳ hoặc Canada, thì các bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu trong cái thời điểm đại dịch đó nó đều đối mặt cái vấn đề tương tự. Ví dụ trong thời gian đầu á, mà khi mà bác sĩ mới bắt đầu làm trong cái khu hồi sức cho bệnh nhân bệnh nặng á, thì khi mà tối về mình ngủ á,
mình rất là khó vào giấc ngủ và mình cứ nghe cái tiếng của cái máy monitor, cái máy theo dõi bệnh nhân hoặc là cái tiếng của máy thở đó. Thì cái tiếng báo động của máy thở thì những cái hình ảnh mà cái số những cái người bệnh họ tử vong này, hoặc là cái sự bất lực trong cái chuyện điều trị hoặc là sự quá tải, thì tôi nghĩ rằng ở một mức nào đó tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà mọi thứ nó quen dần hơn sau một vài tuần, một vài tháng, thì gia đình cũng hỗ trợ, cũng động viên, rồi sự động viên từ đồng nghiệp mình, từ bên phía bệnh viện. Rồi khi mà mọi thứ, cái công việc nó vào guồng rồi đó, mọi thứ nó vào guồng rồi, mình điều trị bệnh nhân cũng tốt hơn, mình đã quen việc hơn, thì những cái đó nó cũng dần dần nó cải thiện, chứ cũng không đến nỗi mà nó kéo dài vài tháng tới tới nhiều nhiều ngày, nhiều tháng. Tới bây giờ thì tôi cảm giác là hoàn toàn bình thường. Dạ, như vậy thì mình cũng vẫn chủ yếu là sẽ chữa trị bằng những cái liệu pháp tinh thần đúng không ạ, liên quan đến tinh thần. Dạ đúng rồi. Còn nếu như mà nói với lại cả các nhân đội ngũ tuyến đầu lẫn với lại bệnh nhân F0 hoặc là bệnh nhân mà đã chữa mà đã khỏi COVID-19 nói chung á, thì về cái dinh dưỡng cũng như là ăn uống thì mình có một cái công thức hoặc là những cái thức ăn nào cụ thể để mà có thể cải thiện được về mặt tinh thần cũng như về mặt sức khỏe. À, có một cái đặc điểm như vậy, tức là những cái bệnh nhân COVID á, thì cái tình trạng dị hóa đạm á, tình trạng dị hóa, tình trạng chuyển hóa trong cơ thể của họ cái mức rất là cao. Tức là có những đồng nghiệp của bác sĩ thì những đồng nghiệp mà không may đã mắc phải, đã nhiễm COVID á, trong cái quá trình mà mình làm việc á, thì cái mà họ nói lại á, là dù khi mà bị nhiễm họ ăn uống rất bình thường, tức là hoàn toàn là ăn không, hoàn toàn là ăn như một ngày bình thường, thậm chí mình còn để ý hơn là mình nạp năng lượng, mình uống sữa thêm rồi này kia. Nhưng mà có một đặc điểm là họ sụt ký rất nhiều, có người sụt 4 đến 5 ký chỉ trong vòng 2 tuần. Thì á, chứng tỏ là khi mà mình nhiễm Covid á, thì cái tình trạng mà dị hóa trong cơ thể mình á, nó tăng rất là cao. Do đó những bệnh nhân mà nhiễm Covid á, thì họ có xu hướng họ bị mất ký sau cái đợt nhiễm cấp. Do đó để mà cho cái cơ thể mình nó hồi phục lại cái mức ban đầu thì do cái trong cái giai đoạn đó mình đã tiêu hao quá nhiều rồi, thì có thể là sau cái giai đoạn mà mình nhiễm Covid á, thì mình sẽ phải nạp cái năng lượng nhiều hơn với cái mức bình thường. Ngoài ra nó có liên quan tới cái chuyện mà bệnh nhân có cái giảm cái cảm giác vị giác nữa. Những bệnh nhân sau khi nhiễm Covid á, thì có một số bệnh nhân họ vẫn còn bị mất vị giác hoặc là giảm vị giác so với lại trước đây. Thì khi đó mình nên chọn những cái loại thực phẩm á, mà nó gây trước đây nó kích thích cái sự thèm ăn cho mình. Ví dụ giả sử có một số người thì bánh tráng trộn là một cái thực phẩm rất là kích thích vị giác, ok, thì sau khi mình nhiễm Covid á, mình cũng có thể nạp năng lượng bằng những cái thực phẩm như vậy, những cái thực phẩm mà nó kích thích tạo ra cái sự cảm giác thèm ăn cho mình á. Ngoài ra thì bác sĩ cũng lưu ý là cái chuyện mà mình phải bảo đảm cái chế độ ăn cân bằng á, tức là mình phải bảo đảm được cái lượng đạm sau khi mình nhiễm nè, sau sau trong cái bữa ăn của mình nè, rồi với cái lượng rau xanh, cái lượng rau xanh, trái cây, rau củ quả với lại các loại vitamin, đặc biệt là những cái vitamin có trong trái cây, rau củ, thì mình nên lưu ý mình nạp bổ sung thêm trong cái giai đoạn sau khi mình đã nhiễm. Và một cái chuyện rất là quan trọng đó là uống nhiều nước. Tại vì mình biết Dạ. nhiễm Covid mà, sau khi nhiễm Covid thì có thể cái đông máu của mình, cái máu ở trong cơ thể mình nó sẽ có thể nó cô đặc, nó đông hơn bình thường. Sẽ khuyên bệnh nhân là cố gắng uống nhiều nước trong ngày. Theo trang thống kê Worldometer, tính đến 18 giờ ngày 22 tháng 10, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã hơn 243 triệu ca, trong đó số ca chữa khỏi là hơn 220 triệu 578 ngàn ca, và đã có hơn 4,94 triệu người tử vong vì đại dịch. Tại châu Âu, Anh tiếp tục ghi nhận số ca mắc cao nhất trong khu vực khi trong 24 giờ qua, nước này có hơn 52.000 ca mắc mới, đồng thời có thêm 115 ca tử vong. Tổng số ca mắc nước này hiện nay đã hơn 8,6 triệu ca và hơn 139.000 ca tử vong. Trong khi đó, Nga là nước ghi nhận số ca tử vong cao nhất khu vực châu Âu trong 24 giờ qua với 1.036 ca. Hiện Nga đã có hơn 8,1 triệu ca mắc và hơn 228.000 ca tử vong. Philippines đã vượt qua nhiều nước khi ghi nhận số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất khu vực châu Á với 260 ca. Hiện Philippines có hơn 2,7 triệu ca mắc và hơn 41.000 ca tử vong.
Kính thưa quý vị, ngày 21 tháng 10, thị trưởng thủ đô Moscow của Nga, ông Sergei Sobyanin thông báo thành phố này sẽ áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa từ ngày 28 tháng 10 để ngăn chặn làn sóng COVID-19 đang tăng chóng mặt cả số ca nhiễm mới lẫn tử vong. Cùng cảnh ngộ với Nga là ở châu Âu là hàng loạt quốc gia khác như Latvia, Anh, Hà Lan và Bỉ. Theo thông báo của thị trưởng thủ đô Moscow, tất cả các cửa hiệu, quán bar và nhà hàng sẽ phải đóng cửa, ngoại trừ những địa điểm bán hàng hóa thiết yếu như siêu thị và nhà thuốc. Trước đó, ngày 20 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép đóng cửa các cơ quan công sở trên cả nước từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11 và cho phép các địa phương bổ sung các biện pháp khác tùy theo tình hình dịch bệnh ở mỗi nơi. Ngày 21 tháng 10, Nga tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới và số ca tử vong do COVID-19 ở mức rất cao, với lần lượt là 36.339 và 1.036. Đến nay, Nga đã ghi nhận tổng cộng hơn 8,13 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 227.300 người đã qua đời. Ngày 21 tháng 10, Latvia trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu-EU áp dụng trở lại biện pháp phong tỏa để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Theo đó, các cửa hàng không thiết yếu, rạp chiếu phim, tiệm cắt tóc và nhà hàng phải đóng cửa trong một tháng. Hiện Latvia là quốc gia có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất thế giới, với số lây nhiễm trung bình ghi nhận trong 14 ngày gần nhất là 1.406 ca trên 100.000 dân. Các quốc gia láng giềng ở khu vực Baltic như Lithuania và Estonia đứng ngay sau Latvia với tỷ lệ lần lượt là 1.221 ca và 1.126 ca trên 100.000 dân. Tại Anh, số trường hợp mắc COVID-19 mới đã vượt 40.000 trong nhiều ngày liên tiếp. Trong 7 ngày qua, số ca mắc tăng gần 18%, trong khi số ca nhập viện và tử vong tăng lần lượt 15,4% và 10,8% so với tuần trước đó, mặc dù con số này vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh dịch vào tháng 1. Dịch bệnh cũng đang có xu hướng gia tăng tại Hà Lan. Ngày 21 tháng 10, nước này ghi nhận 5.223 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất trong 3 tháng qua. Số ca nhiễm mới xuất hiện ở tất cả các khu vực và mọi nhóm đối tượng. Các chuyên gia cho rằng làn sóng lây nhiễm mới là do Hà Lan nới lỏng các biện pháp hạn chế được áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn dịch bệnh và có tác động của thời tiết. Hầu hết những ca nhập viện là người chưa tiêm chủng. Bỉ cũng đang đối mặt với tình trạng số ca nhiễm mới ngày càng gia tăng, khiến các chính trị gia nước này phải cân nhắc về tính hiệu quả của vaccine, cũng như tăng cường áp dụng các biện pháp giãn cách và phong tỏa. Tuy nhiên, giới chức Bỉ khẳng định không có bất kỳ một chiến lược Zero Covid nào ở cấp độ quốc gia. Họ vẫn muốn sống chung hòa bình với virus. Do đó, chính phủ Bỉ vẫn đang tập trung cho công tác tiêm chủng đại trà nhằm ngăn chặn làn sóng nhiễm bệnh chuyển thành làn sóng nhập viện và tử vong. Tập đoàn dược phẩm Pfizer của Mỹ mới đây thông báo, vaccine của họ tiêm mũi thứ ba có hiệu quả lên đến 95,6% trong việc ngăn ngừa ca bệnh nặng và tử vong so với người bình thường. Kết quả trên có được thông qua hàng loạt nghiên cứu và thử nghiệm trong thời gian gần đây. Pfizer báo cáo các kết quả trên thu được thông qua thử nghiệm ở 10.000 người từ 16 tuổi trở lên. Kết quả thử nghiệm được đưa ra một ngày sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho phép các liều tăng cường được tiêm bằng Moderna với Johnson & Johnson. FDA cũng cho phép người Mỹ tiêm mũi tăng cường có thể khác loại tiêm mũi đầu tiên. Một nhóm chuyên gia cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã đưa ra một khuyến nghị tương tự vào ngày 21 tháng 10, dọn đường cho sự chấp thuận cuối cùng từ Giám đốc FDA để cho phép những mũi tiêm tăng cường bằng hai loại vaccine này được thực hiện trong những ngày tới. Trước đó, FDA đã cho phép sử dụng Pfizer để tiêm tăng cường cho người từ 65 tuổi trở lên hoặc có bệnh nền đi kèm. Tuy nhiên, nên tiêm sau khi đã tiêm mũi thứ hai ít nhất 6 tháng. Tiến sĩ Walid Gillard, một giáo sư tại trường y của Đại học Pittsburgh, cho biết dường như có lợi ích của việc dùng liều thứ ba để ngăn ngừa triệu chứng COVID-19 nặng. Nhưng ông đặt câu hỏi liều thuốc tăng cường có giúp ích cho những người trẻ tuổi, cũng như những người lớn tuổi hay không. Ông nói, tôi vẫn rất tò mò nếu điều này chủ yếu xảy ra ở những người lớn tuổi, bởi vì có thể những gì chúng ta sắp thực hiện sẽ khiến nguồn cung vaccine cạn kiệt, trong khi đối với những người trẻ có sức khỏe tốt, có thể không cần tiêm liều thứ ba. Pfizer cho biết hiệu quả của hai mũi vaccine sẽ giảm dần theo thời gian và phần lớn tụt xuống còn gần 0% sau 6 tháng. Một quốc gia đã đẩy mạnh kế hoạch tiêm liều tăng cường,
Pfizer cũng báo cáo không có trường hợp bệnh nặng nào xuất hiện trong đợt thử nghiệm liều tăng cường vừa qua, cho thấy sự bảo vệ rất mạnh mẽ. Pfizer cũng sẽ gửi kết quả thử nghiệm đến cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu và nhiều quốc gia khác trong thời gian sớm nhất có thể. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm ngày 22 tháng 10 cho biết tăng trưởng kinh tế của nước này đang được hỗ trợ nhờ tỷ lệ tiêm chủng quốc gia cao. Ông kêu gọi mọi người tích cực đi tiêm nhiều hơn nữa khi mùa lễ hội cuối năm sắp diễn ra với hàng loạt sự kiện đông người. Thủ tướng Modi kêu gọi người dân cảnh giác chống lại COVID-19 và luôn đeo khẩu trang khi tham gia các lễ hội. Chiến dịch tiêm chủng của Ấn Độ đã đạt cột mốc 1 tỷ liều vào ngày 21 tháng 10. Quốc gia này đã bao phủ 3/4 trong số 944 triệu người trưởng thành với ít nhất một liều, nhưng chỉ 31% đã tiêm hai liều. Cho đến nay, Ấn Độ báo cáo 34,1 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 452.000 người tử vong, hầu hết xảy ra trong đợt dịch thứ hai của biến thể Delta từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay. Thông tin tiếp theo, ngày 22 tháng 10, Bộ Y tế Singapore báo cáo trong 24 giờ qua, họ ghi nhận 3.439 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và 16 ca tử vong do các biến chủng của virus. Trong số các trường hợp nhiễm mới, có 2.937 người nhiễm trong cộng đồng và 500 ở các khu tập thể công nhân nhập cư. Các trường hợp tử vong là 12 nam và 4 nữ trong độ tuổi từ 61 đến 93, 8 người trong số đó chưa được chủng ngừa COVID-19, 1 người được tiêm 1 mũi và 7 người đã được tiêm đầy đủ. 15 người tử vong đều có bệnh nền khác nhau, nhưng Bộ Y tế không cho biết đó là bệnh gì. Con số này đã nâng tổng người chết vì COVID-19 ở Singapore thành 280 ca. Tính đến nay, Singapore báo cáo tổng cộng 162.026 trường hợp nhiễm COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch. Bộ Y tế cho biết hiện có 1.613 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, phần lớn được theo dõi cẩn thận. Bộ Y tế thông báo họ đang giám sát chặt chẽ 8 cụm lây nhiễm. Trong một thông báo khác, Bộ Y tế nói các chuyến thăm đến bệnh viện và nhà chăm sóc nội trú sẽ vẫn bị đình chỉ cho đến ngày 21 tháng 11. Điều này hy vọng sẽ bảo vệ những người bệnh và nhân viên y tế tốt hơn. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Úc Scott Morrison mới đây thông báo nước này và Singapore đang trong giai đoạn cuối đàm phán về một hành lang du lịch chung. Có thể mọi thứ sẽ hoàn thành trong tuần tới. Lúc đó, du khách đã tiêm chủng từ nước này có thể nhập cảnh nước kia mà không cần cách ly. Các cuộc đàm phán tập trung vào việc cho phép học sinh đã tiêm chủng, khách du lịch và doanh nhân hai nước có thể qua lại một cách tự do. Hành lang du lịch nước này sẽ phụ thuộc vào cách kiểm dịch của mỗi bang. New South Wales và Victoria đã bỏ kiểm dịch bắt buộc đối với khách du lịch quốc tế đã được tiêm chủng từ ngày 1 tháng 11. Thủ tướng Scott Morrison nói trong một cuộc họp báo ngày 22 tháng 10 rằng bước đầu tiên là mang tất cả người Úc và thường trú nhân về nước. Bước hai là đón khách có thị thực nhập cảnh như sinh viên, doanh nhân và người di cư có tay nghề cao. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết trong một tuyên bố trên Facebook sau thông báo của ông Morrison rằng ông rất vui mừng. Singapore và Úc có mối liên kết kinh tế và đầu tư mạnh mẽ, giao lưu nhân dân cũng nồng ấm. Mong muốn nối lại sự trao đổi là nhu cầu cấp bách của cả hai phía. Singapore Airlines hôm 22 tháng 10 thông báo họ sẽ bổ sung các chuyến bay đến Sydney từ ngày 1 tháng 12. Các chuyến bay này sẽ hoạt động hàng ngày. Singapore Airlines cho biết họ đã thực hiện các biện pháp an toàn và sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Họ đã tiến hành vệ sinh lại cabin và bộ dụng cụ chăm sóc cá nhân cho từng khách hàng. Máy bay cũng được trang bị hệ thống lọc khí SEPA tiên tiến để thay thế tất cả không khí trong cabin cứ 3 phút một lần. Tất cả khách hàng và phi hành đoàn cũng được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay, trừ khi dùng bữa. Trong một thông cáo truyền thông, Qantas cũng cho biết họ sẽ khởi động lại các chuyến bay giữa Singapore và Sydney từ ngày 23 tháng 11. Sớm hơn 4 tuần so với kế hoạch, các chuyến bay ban đầu sẽ hoạt động 3 ngày một tuần, sau đó sẽ là các chuyến bay hàng ngày từ ngày 18 tháng 12. Người Úc đã không thể đi du lịch quốc tế trong hơn 18 qua. Hàng nghìn công dân và thường trú nhân đã không thể quay trở lại Úc sau khi chính phủ nước này áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Bang Victoria của Úc mới đây thông báo các yêu cầu cách ly tại khách sạn sẽ được bãi bỏ đối với du khách quốc tế kể từ tháng 11 tới. Thủ phủ của bang là thành phố Melbourne đã thực hiện các lệnh phong tỏa và cách ly bắt buộc trong thời gian gần như là lâu nhất thế giới.
Từ ngày 1 tháng 11, những du khách quốc tế đã được tiêm phòng đầy đủ đến các thành phố Sydney và Melbourne sẽ không cần phải kiểm dịch và cách ly. Một số thành phố khác của Úc cũng đưa ra kế hoạch tương tự khi tỷ lệ tiêm chủng đã tăng lên rất cao. Thủ hiến Victoria, ông Daniel Andrews, đã cảm ơn cư dân vì tỷ lệ tiêm chủng cao của họ và cho rằng đã đến lúc bắt đầu sống chung với COVID-19. Ông nói sẽ rất khó khăn trong những tuần và tháng tới, đơn giản là không có sự lựa chọn nào khác. Người Victoria đã làm những gì chúng tôi yêu cầu ở họ và bây giờ chúng tôi đang thực hiện lộ trình mở ra một cách an toàn để có thể bình thường lại nền kinh tế và lấy lại các quyền tự do cho công dân. Cũng từ tháng 11, các nhà hàng và quán cà phê có thể mở cửa trở lại tối đa 20 người trong nhà và 50 người ở ngoài trời. Tất cả đều phải được tiêm phòng. Bộ Y tế Thái Lan ngày 22 tháng 10 báo cáo, trong 24 giờ qua, họ ghi nhận 9.810 ca nhiễm mới và 66 bệnh nhân tử vong. Trong số này có 9.690 ca trong cộng đồng và 120 là ở các nhà tù. Trong thời gian trên, Thái Lan cũng có 10.513 người khỏi bệnh và đã về với gia đình, con số cao hơn bệnh nhân nhiễm mới. Về 66 ca tử vong, đều từ 39 đến 100 tuổi, trong đó có 2 người Myanmar và 1 người Việt Nam. Thủ đô Bangkok tiếp tục là địa phương có nhiều ca tử vong nhất, tiếp theo là Samut Sakhon và Samut Rakhan. Về số ca nhiễm mới, thủ đô Bangkok tiếp tục là địa phương dẫn đầu, tiếp theo là Songkhla và Nakhonsi Thammarat. Ngoài ra, Thái Lan cũng ghi nhận 10 ca nhập cảnh, gồm 1 từ Singapore, 1 từ UAE, 1 từ Ấn Độ, 1 từ Mỹ, 1 từ Đài Loan, 2 từ Campuchia và 2 từ Myanmar. Phát biểu tại phiên họp toàn thể nội các sáng ngày 22 tháng 10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định từ nay trở đi, dẫu COVID-19 có bùng phát, nước này cũng sẽ không đóng cửa trường học, chợ búa hoặc là các nhà máy nữa. Thủ tướng Hun Sen nói thêm, trong trường hợp lây nhiễm ở trường học, chợ và nhà máy và những nơi khác, bệnh nhân bị nhiễm phải được đưa đến bệnh viện, những người còn lại tiếp tục làm việc bình thường. Nội các Campuchia đã họp phiên toàn thể vào sáng ngày 22 tháng 10 tại Cung điện Hòa Bình dưới sự chủ trì của Thủ tướng Hun Sen. Ngoài COVID-19, hội nghị cũng xem xét một số vấn đề quan trọng khác như dự thảo tài chính cho năm 2022 và xem xét nghị định thư ASEAN về tăng cường cơ chế giải quyết tranh chấp. Hiện nay, Campuchia đang chứng kiến gần 20 ngày liên tục số ca nhiễm mới thấp. Nước này cũng đã bắt đầu dần mở cửa, như giảm thời gian cách ly cho du khách quốc tế. Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận 151 ca nhiễm mới và 11 người tử vong. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Mời quý vị đăng ký kênh và theo dõi.